Xin chào bạn. Chị em xin nên trang tâm ca giao lưu và các khúc em mong đại gia đình mình ghé qua ủng hộ cho hai chị em ạ. Sau đây hai chị em xin gửi tới đại gia đình bài tình yêu bao nhiêu là đủ. Sao lại kết thúc này? Cuộc sống về đến cô đơn khó chịu hơn khi một mình, đau thương không thể nào nói được. Nhìn sang góc phố buồn hoa thấy người ta nắng tay nắm tay mà em vẫy mãi không ai đứng đây đợi anh. Thật tốt em luôn mong sao để đời vẫn quanh ta ngược lại, nhưng khi được nhìn thấy Hoàng Kim em mến chào ạ. Và em luôn luôn nôn trên để đêm ước không như giấc mơ, trọn đời mình sẽ cùng tay nắm tay. Đó khuya trăng lên và tình anh đó đi về em mến chào anh, không có nhà đâu. Ước mơ đôi ta đừng khóc nữa. Giảm đến 50% tại app Lazada ngay. Đã chia sẻ một phía. Sao em đến đầu nha.
Tình tình là thế sao? Người đây lạnh
này có một trái tim, không không lúa hoa xa xương căng thẳng lầm lan, không không người ta đầy thân son, không mang lời yêu lời dối 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 dối, không không người ta dành cho. Người quay quay cũng có đi mang em gì mà, nhưng muốn muốn ta mê đây còn đâu, đành đã đi thật sao? Now cùng vui lên, thắp sáng lên tình yêu.
đến đây em mọi người, ta sẽ đắm bên nhau, rồi mai người đi xa, còn lại gì cho ta? Đến với em mọi người, ta sẽ đắm bên nhau, rồi mai người đi xa, yêu nhau. Dan tuh mencari
Để chị hát được. Con nhầm nhầm mèo cao. Lý dẫn dương.
không được. Giảm đến 50% tại app Lazada ngay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đàn mà
Thank you.
nhiều. Sau đây em gửi tới đại diện bài Huế Thương. Đừng để mũ bảo hiểm khiến tóc bết gầu. Mồ bạn siêu mẫu, nhưng đầu bạn siêu. Đây là cái tuổi Huế Thương thân. Huế Thương. Thank you.
lòng bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bình minh ơi, dậy chưa? Dậy sao?
thêm mạnh mẽ, thêm khám phá, thêm kết nối. Nhân 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 nhân.
chữa đường về, chữa thật hết mình với bé biết. Đợt trước ta đi,
Thêm vào giỏ hàng tại Lazada là bạn đang thêm nhiều cảm xúc vào cuộc sống của mình rực rỡ. Chương trình tuổi ngày nay à, em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tắt điều hòa rồi. Bye bye, bye, bye.